Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh công nghệ của Ngọc Nguyễn Store. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc điện thoại thông minh vượt trội, mang đến trải nghiệm đỉnh cao, hãy cùng Ngọc Nguyễn Store khám phá hai chiếc điện thoại iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Bộ đôi điện thoại thông minh thuộc dòng iPhone được Apple ra mắt vào ngày 7 tháng 9 năm 2022, mang đến nhiều cải tiến đáng kể so với thế hệ trước. Tuy nhiên, với hai kích thước màn hình và một số khác biệt về dung lượng pin, nhiều người dùng băn khoăn nên chọn phiên bản nào. Hãy để Ngọc Nguyễn so sánh chi tiết hai mẫu máy để giúp bạn đưa ra quyết định phù hợp nhé. Điểm giống nhau. Cả hai đều sở hữu thiết kế sang trọng với khung thép không rỉ và mặt kính cường lực Ceramic Cure. Mặt trước có phần tai thỏ được thay thế bằng hệ thống camera viên thuốc và đục lỗ mới, tạo cảm giác hiện đại hơn. Chip A16 Bionic mạnh mẽ, mang đến hiệu suất vượt trội cho mọi tác vụ, từ chơi game đồ họa cao đến chỉnh sửa video 8K. Cụm camera sau 48 megapixel hoàn toàn mới, hứa hẹn chất lượng ảnh chụp và quay video ấn tượng hơn bao giờ hết. Camera trước cũng được nâng cấp lên độ phân giải 12 megapixel, hỗ trợ quay video 4K. Cả hai đều sử dụng màn hình Super Retina XDR OLED sắc nét với tần số quét 120Hz ProMotion mượt mà. Hệ điều hành iOS 16 với nhiều tính năng mới được tối ưu hóa cho cả iPhone 14 Pro và 14 Pro Max. Điểm khác biệt. Kích thước, iPhone 14 Pro có màn hình 6.1 inch, nhỏ gọn hơn so với màn hình 6.7 inch của 14 Pro Max. Dung lượng pin, iPhone 14 Pro Max có dung lượng pin lớn hơn, cho thời gian sử dụng lâu hơn. Trọng lượng, iPhone 14 Pro với 206g nhẹ hơn 14 Pro Max 34g do có kích thước nhỏ gọn hơn. Lựa chọn nào phù hợp cho bạn? Nếu bạn thích một chiếc iPhone nhỏ gọn, dễ thao tác thì iPhone 14 Pro là lựa chọn phù hợp dành cho bạn. Nếu bạn cần thời lượng pin lâu hơn và màn hình lớn hơn để xem video, chơi game sắc nét, mượt mà, iPhone 14 Pro Max là lựa chọn phù hợp nhất. Nếu bạn quan trọng về giá cả, lựa chọn iPhone 14 Pro sẽ tiết kiệm hơn. Ngoài ra, bạn cũng nên cân nhắc sở thích cá nhân về màu sắc và dung lượng lưu trữ khi đưa ra quyết định mua. Cả iPhone 14 Pro và 14 Pro Max đều là những chiếc iPhone tuyệt vời với nhiều tính năng cao cấp. Lựa chọn nào phù hợp nhất phụ thuộc vào nhu cầu và sở thích cá nhân của bạn. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn thông tin hữu ích để đưa ra quyết định mua sắm sáng suốt. AudioJungle.